Vâng, xin chào các bạn nhé. Và hôm nay hệ thống đồng hồ giờ mắt chúng tôi lại làm video để giới thiệu với các bạn mẫu đồng hồ Casio có mã là AE1300WH. Đây là một mẫu phiên bản đồng hồ của Casio, phiên bản điện tử, có vỏ và dây và kết hợp màu đỏ đen rất là đẹp. Các bạn nhìn này rất là ok luôn, rất là đẹp luôn. Đó, mặt tay này, dây này, khóa này, rất là ok. Và mẫu này pin 10 năm thì các bạn dùng chắc là nhiều, 5-7 năm các bạn không chán thì các bạn cho người khác hoặc là vậy, nhưng mà đây pin là đến hàng 10 năm luôn, cho nên là đừng nói về độ bền con này thì sự ưu việt rồi. Và chống nước 100m có nghĩa là bạn có thể lặn sâu dưới đáy biển 100m nước, áp lực nước mới có thể vào được chiếc đồng hồ này, tuyệt vời ạ. Đây đèn này các bạn này, đèn bút này này. Vâng, về chức năng thì cũng gồm có lịch ngày này, giờ này, hẹn giờ này, các kiểu thể thao các kiểu các bạn, giờ quốc tế các thứ đều có hết. Cũng có 4 đinh, và 4 đinh này là ăn nuôi ăn chớt này, nút mốt này, nút like này, và nút start này, start này. Rất là đẹp các bạn nhé. Tuyệt vời luôn. Vâng, mẫu đồng hồ này thì có giá bán là rất là hạt rẻ luôn. Vâng, 1.086.000, nếu các bạn mua online còn được giảm 10% thì còn khoảng 900.000 nữa các bạn ạ. Vâng, còn đây là cái tem bảo hành chính hãng. Đấy, đây là hàng chính hãng các bạn nhé, do anh Khuê Quát phân phối. Vâng, Khuê Quát chúng tôi là đơn vị đại lý và phân phối và bán lẻ thương hiệu này. Đó, khi các bạn ví dụ là cào cái chỗ này ra thì là các bạn nhập vào cái link này. Đấy, bảo hành anhkhuê.com này. Đấy, thì các bạn nhập cái mã này vào thì sẽ kích hoạt bảo hành. Chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là máy 1 năm và pin 18 tháng. Vâng, mà con này pin đến 10 năm thì chắc chả cần phải bảo hành gì nhiều các bạn ạ. Dòng này nó là nó siêu nổi đồng của đá luôn, và thoải mái quăng quần thể thao biển thiết, bơi lội, xe tên ten không phải nghĩ gì nhá. Và phiên bản này thì AE1300 này thì có 2 màu, các bạn hiện tại ở gian hàng chúng tôi thì còn 2 màu. Em nói thì có khoảng tầm 4-5 màu đấy, nhưng mà gian hàng chúng tôi hiện tại đang còn 2 màu thì cũng lên sóng lên cho anh em được lựa chọn. Đây là phiên bản màu đen, vỏ đen, dây đen, và đây phiên bản đỏ đen kết hợp. Đó, rất là đẹp luôn. Này, từ dây cho đến vỏ rất là ok. Và bây giờ tôi sẽ đeo đến đây cho các bạn chiêm ngưỡng qua xem em nó đẹp đến mức độ nào nhé. Và đây các bạn này, quá là ok luôn đúng không ạ? Rất đẹp luôn, vuông khỏe khoắn. Các bạn vòng tay cổ tay ví dụ từ 15 đấy đến 18 là đeo rất là đẹp, còn bé hơn một chút đeo cũng được, và to hơn một chút đeo cũng không sao, ôm rất là ok luôn. Từ 15 đến 18 đeo rất là ok nha các bạn nhé. Mẫu tay cổ tay rất là đẹp. Đây, cổ tay của tôi đang là cổ tay 18 đây, và cổ tay từ 15 đến 18 hoặc là 20 đeo rất là ok. Bởi vì nhiều tôi thấy nhiều ông Tây là ông ấy rất thích đeo những cái dòng đồng hồ như thế này, mà tay ông ấy cổ tay to hơn mình rất là nhiều luôn, mà ông ấy đeo cái đồng hồ rất là như này thôi. Đó, thậm chí có những cái rất là nhỏ hơn mà người ta vẫn là đeo những cái mẫu đồng hồ này. Đó, thì các bạn có thắc mắc hoặc là muốn hỏi gì về đến chức năng hoặc là những màu sắc hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì cần hỏi thì các bạn có thể comment ở video này nhé, để tôi có thể phúc đáp cho các bạn. Ok, rất là đẹp đúng không ạ? Sản phẩm đang được bán tại hệ thống đồng hồ The Watch chúng tôi các bạn nhé. Đây, địa chỉ đây, đang vào trung tâm Mạnh Garden này. Đấy,
tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội này, và tầng 1 trung tâm hội nghị Bách Long Biên, đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và website là thewatt.com.vn, đó, thewatt.vn. Và số hotline là 0977891897. Và các bạn có nhu cầu thì hãy gọi số hotline để được hướng dẫn chi tiết, và chúng tôi chụp ảnh trực tiếp gửi sản phẩm cho các bạn để các bạn xem, ưng ý thì các bạn mua nhé các bạn nhé, không vấn đề gì cả. Đó, còn đây là hộp sản phẩm các bạn này, đó, đây là hộp sản phẩm các bạn nhé, còn đây là túi nhé, và đây là một cái túi đựng, túi đựng của thương hiệu. Còn trung tâm bảo hành có rất là nhiều luôn các bạn này, các bạn nhìn này, nó địa điểm trung tâm bảo hành đây này, đó, thành phố Hồ Chí Minh này, Hà Nội này, Đà Nẵng này, Cần Thơ, nói chung là có hết, và miền Tây, miền Nam có hết các bạn. Cho nên là mua sản phẩm đồng hồ Casio thì các bạn yên tâm rồi, không phải nghĩ gì cả, bởi vì trung tâm quá nhiều luôn. Và thương hiệu Casio này thì nó là uy tín toàn cầu, cho các bạn không phải nghĩ điều gì. Và ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với gian hàng The Watt chúng tôi nhé. Các bạn xem video, thấy video này hay thì hãy nhấn like, share và chia sẻ video này để cho anh em và bạn bè nhiều người cùng biết, và ủng hộ cho đồng hồ The Watt của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.